Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Gaming, và ngày hôm nay thì bên Anna Free Fire ra mắt đó là combo huyết thủ từ 9 kim cương. À, nghe có vẻ hợp lý, Ok, combo huyết thủ này, bộ này là gì ạ? À, thủ là đầu, đấy, huyết là máu, đây là máu đầu. Và gọi là đầu máu à, ok thì vui một chút thế thôi. Đây là hai cái bộ đồ mà theo phong cách kiểu thầy trừ tà ấy, cái quái gì đấy anh em ạ. Và có ba cái đầu lâu màu đỏ bay bay quanh người, và nhìn dị phết thề luôn. Bộ này phong cách khá dị nhưng mà được cái là hiệu ứng xịn, tức là chỉ cần hạ gục đối phương thôi là đầu lâu đã bay đấy, đầu lâu sẽ bay từ đằng sau ra đằng trước. Bộ nữ thì trông không xịn sò lắm, bộ nam thì trông nó có vẻ ngon lành cành đào hơn. Đây bộ nữ đây, đây hiệu ứng đặc biệt sau khi hạ gục hoặc loại bỏ kẻ địch đấy, và tất nhiên là sẽ có che giáp rồi. Đấy thì bộ nam cũng thế, bộ nam tên là huyết thủ bạch công đấy, huyết thủ bạch công, còn huyền còn bộ nữ là huyết thủ bạch nương. Đặt tiếng Hán Việt méo hết cả mồm, anh cả sán đặt tên bộ trang phục khó nhớ thế. Đấy nhưng mà thôi không sao, combo huyết thủ đấy. Ôi rồi một hiệu thần ánh sáng. Đấy, hiệu thần ánh sáng có hình ba cái tên lửa. Đấy, ui trời, hai hiệu thần ánh sáng vòng quay con lươn mà anh em. Vòng quay này cũng chỉ kỳ vọng là sẽ trúng được 299 kim cương thôi, và 20 và 15 hiệu cho mỗi bộ. Ngoài ra chúng ta sẽ có hai bộ từng ra mắt trong Anna Free Fire, bộ Hắc Vân và bộ Thần Phong. Đấy, ra đây. Ra bộ trang phục này ra đi đấy bạn ơi. Và ui trời, và hiệu thần ánh sáng. Ui, và ra luôn bộ đồ này. Trúng luôn bộ 2000 kim cương à? Ui trời ơi, 99 kim cương ăn ngay bộ đồ 2000 kim cương thì nó phải gọi là ấm. Đấy, nó phải gọi là ấm áp cuộc tình anh em ạ, nó phải gọi là quá ấm cho đội bàn mấm. Đấy, ngon rồi, anh gà rán hôm nay nó ra quả sự kiện yêu thế nhỉ. Đấy, anh gà rán nó ra quả vòng quay con lươn, nhưng mà lươn này nó lại là lươn lươn xịn anh em ạ, lươn này nó lại không hề lươn. Đấy, lươn này nó lại rất bình thường, lươn này nó gọi là lươn thành tinh anh em ạ, được của nó đấy. Và lươn này lươn nhẹ nhàng thôi, không lươn nhiều như một số sự kiện khác. Nào tích cực quay tay vận may tiếp tục có đến hay không. Quay nốt cho bộ đồ nữ thì nó lại hơi buồn cười. Quay nốt cho bộ đồ nữ thì tôi nói là nó hơi buồn cười. Nhiều anh em sẽ bảo là nick thằng này được chỉnh tỷ lệ. Tôi nói thật là tôi cũng chả biết được chỉnh tỷ lệ không. Tôi cũng không loại trừ khả năng là được chỉnh tỷ lệ nha anh em nhá. Tôi cũng không loại trừ khả năng đấy. Không biết có được chỉnh không, tại vì bên Anna chẳng bao giờ nói là có chỉnh hay không. Đấy. Ui xôi, và chỉnh ý cho ra nó đây nhỉ. Đỡ tôn im gương mà đây. Và chỉnh cho ra nốt đi nhờ. Và cho ra nốt đi nào. Ui dồi ôi, 12 huy hiệu. Nào 13 huy hiệu nào. 13 huy hiệu, 13 huy hiệu. Và huy hiệu không ăn thua. Nào 14 huy hiệu nào. Ui dồi không ăn thua anh em ạ. Và nào 15 huy hiệu nào. 10, ok 15 huy hiệu nào. 10, ok chưa giả. Và chơi kiểu 1 thì không ăn thua anh em ạ. Đấy, nào 15 huy hiệu thì cuối cùng mất 1500 kim cương, nhưng mà được cái 99 kim cương ăn ngay bộ đồ 2000. Đấy thì thôi cũng được. Đấy, thôi cũng được. Đấy đổi nốt bộ nữ cho nó vui. Đấy, đổi nốt bộ nữ cho nó vui, huyết thủ bạch nương. À, huyết thủ bạch nương được thật sự đấy. Đấy, được thật sự đấy anh em ơi. Ok. Ok, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một phần mềm cực kỳ xịn sò con bò, đó chính là Nox Cleaner, một phần mềm giúp chúng ta có thể dọn rác điện thoại cũng như là tăng tốc game. Phần mềm này sẽ có tính năng như là dọn rác, loại bỏ đi những cái file thừa, những cái file mà không cần dùng nữa ở trong điện thoại chúng ta, giúp cho điện thoại chúng ta chạy mượt mà hơn, chạy mát mẻ hơn. Bên cạnh đó thì đặc biệt đó tính năng tăng tốc game, nơi mà chúng ta có thể lựa chọn những tựa game cụ thể ở trên điện thoại chúng ta để lựa chọn tăng tốc và tối ưu hóa, để có thể tăng cái hiệu suất của nó lên rất nhiều phần trăm. Bên cạnh đó thì game này đặc biệt hỗ trợ cho những tựa game như là Free Fire hay là Liên Quân, những tựa game rất phổ biến ở Việt Nam. Ngoài ra thì Nox Cleaner sẽ còn có đó là tính năng diệt virus, để có thể tìm kiếm những cái phần mềm lạ, những phần mềm độc hại ở trong cái điện thoại của chúng ta, từ đó tiêu diệt virus và làm cho điện thoại của chúng ta nó chạy nhẹ nhàng hơn, ngon lành hơn, mà vẫn đảm bảo cho chúng ta tính bảo mật là cực kỳ cao. Bên cạnh đó
Inox Cleaner sẽ còn có rất nhiều tính năng khác như là tăng tốc RAM tối ưu hóa cũng như là hạ nhiệt CPU để giúp cho điện thoại chúng ta chạy luôn là ở trong trạng thái mát mẻ. Các bạn đừng quên đó là hãy lên Google Play để có thể tải về, đó là phần mềm Inox Cleaner. Các bạn đừng quên là khi tải về Inox Cleaner dùng thấy ưng thì anh em hãy lên đây đánh giá 5 sao cũng như là để lại cho Inox Cleaner một cái gọi là comment thật là xịn sò con bò nha anh em nhá. Và đảm bảo với anh em là khi sử dụng Inox Cleaner anh em sẽ không cảm thấy thất vọng một chút nào. Phần mềm này đã được đánh giá bởi hàng triệu người sử dụng cũng như là đã rất uy tín ở trên thị trường. Và đừng quên tải về Inox Cleaner tại Google Play nha. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi cái phần quảng cáo vừa rồi. Và phần vừa rồi sẽ giúp cho mình có thêm kinh phí có thể duy trì kênh Ria Kia Minh để tiếp tục test đồ các thứ cho anh em xem. Mà không có những cái phần đấy mà test bằng cái nịt à. Ok, con dê làm phát bay đầu ngay. Bộ này đẹp anh em ạ, hạ cùng đối phương. Và bộ này tôi để ý đằng sau nó có cái mắt. Đấy, đằng sau nó có cái mắt đấy. Cái ba cái đầu lâu nó sẽ bay từ cái mắt phát sáng từ đằng sau lưng ra, sau đó sẽ trụm về phía trước ngực đấy, chui ở bên trong người, ảo nha. Đấy, nhìn bộ trang phục rất ảo nhá. Và một số bạn hỏi là tại sao thằng Ri đấy, video của mày nhiều quảng cáo như thế. Thì nói chung là bây giờ anh em bảo bây giờ test đồ phải nạp thẻ, phải tiền tự nhiên rơi trên đầu rơi xuống đâu anh em. Đấy, mà test đồ mình phải nạp thẻ, mà nạp thẻ thì lại phải có sàng. Đấy, thì muốn mà test cho anh em được những cái bộ trang phục này để anh em biết là có nên mua hay không. Đấy, rồi thì trông nó, hình dạng của nó cả ngoài game và trong game như nào thì mình sẽ cần phải đưa những cái quảng cáo vào trong kênh. Đấy, thì rõ ràng là nhiều bạn, thực ra cái vụ này cách đây khoảng 2-3 năm đấy, lúc mà tôi mới làm YouTuber thì nhiều bạn đã có nói rồi đấy, là tại sao video của mình cho lắm quảng cáo và thế. Thì ví dụ có một số cái loại video quảng cáo thì đấy là kiểu tự YouTube nó nhảy ra anh em ạ, kể là tôi không đặt gì đấy ở trên kênh thì nó vẫn tự nhảy ra, tại vì đấy nó là doanh thu của YouTube mà anh em đấy. Còn ví dụ có một số những cái quảng cáo hợp tác các kiểu, mà thực ra thì những cái phần mềm mà tôi quảng cáo ấy là những phần mềm mà tôi đang dùng đấy, và nó phải thực sự là tốt dùng được. Những cái Inox Cleaner dùng ngon vãi trưởng đấy, cái đấy mà dùng không ngon thì thôi. Inox Cleaner nói với anh em dùng ngon vãi trưởng con bà bưởng đấy, cái này không ngon thì thôi đấy, anh em dùng được thì dùng đấy, dùng được tải về đấy, rồi là mượt luôn. Cái đấy nếu mà anh em mà bảo những cái đấy mà nó không tốt ý, thì lấy đâu ra nhiều người dùng như thế đấy. Những cái phần mềm ấy hàng triệu người dùng, số lượng người dùng những cái phần mềm đấy ấy, có khi nhiều hơn cả người chơi Free Fire. Nói thật với anh em như vậy đấy. Ok, một pha đẩy lên. Ôi, này thì móc đồng đội cậu này Huy 5715 hình như nó vẫn còn người ở dưới phải, còn ba cháu cơ. Làm sao một thằng à, thằng em sao một thằng nào tháo lên đây nữa à, thằng ấy lên à, hai cháu đi luôn. Trời ơi, bắn xuyên táo hai cháu luôn. Anh em thấy bộ trang phục này được không? Anh em bộ trang phục này anh em cho bao nhiêu điểm ạ? Và cá nhân tôi cho trang phục này độ 6 điểm trên 10. Đấy, lý do là vì hiệu ứng của nó hơi bé, kể ra mà mấy cái đầu lâu đỏ nó bay nó gọi là mạnh hơn thì tôi lại thấy nó ok la hơn. Đấy, ok la hơn. Được không anh em? Đấy, quá ổn luôn. À, một pha đẩy lên đến vị trí của Rika Kia, streamer cà khịa nhiều nhất Free Fire. Nhưng mà nói chung là thật ra ấy, bây giờ tôi thấy tôi cà khịa ít rồi, tôi thấy nhiều người trên mạng rồi cà khịa nhiều hơn tôi nhiều. Đấy, ok. Nên thịt nốt chúng nó thôi. 3-0 rồi, trận này win chặt luôn. Win nó phải gọi là chằn chặt anh em ạ. Đấy, bị sữa chả thấy thằng nào nhỉ? Đấy, chả thấy thằng nào buồn sinh trưởng ở đây ơi. Trong nhà có một thằng rang chờ mình này ơi, bất ngờ chưa bà già. Bất ngờ chưa ông già, nhảy ngay qua cửa sổ làm ngay một cháo. ok thằng con bot anh em ạ, còn bot thì xin cái đầu đấy, cứ con bot thì mình sẽ kéo tâm để mình lấy chỉ số. Ai không nhiều anh em bảo là mày thằng này bắn game 4 năm rồi không biết kéo tâm, hơi nhục. Ai nghe thế hơi bẩn anh em ạ. Chạy vào đây. Ok, thì địch chạy qua căng quá nhỉ. Và CMNTG và team mình bắn nhau kiểu gì các bạn ơi. Chờ đây. Và địch có nó một thằng thôi. Nó ở đây này. Nó ở đây. Ông đang hái bụi cỏ kín này, lại xin nhẹ cái đầu hết thoạt. Thiên 2K9. 2K9 bây giờ không phải đi học à? Vâng, 2K9 giờ đang em đang phải ngồi trường, nhưng 2K9 lại ngồi nhà bắn Fifi hay toang. Đấy, hay là đang ở ngoài sân chơi như nào nhỉ? Ảo thật đấy. Vâng, ảo
Thật đấy, ok con dê. Ngày hôm qua thì có một số bạn có hỏi về sự ngày hội game thủ. Thật ra cái này bên Anna FIFA họ làm hẳn một cái video rồi. Đấy, từ ngày 8 đến 10 tháng 9 anh em sẽ nhận được cái gift code. Ngày hôm qua tôi cũng đã có giải thích cho anh em một lần rồi, nhưng mà một số anh em vẫn chưa hiểu. Đấy, thì hôm nay sẽ là cơ hội cuối cùng để anh em lấy Thompson, Kim Long, Pet, Vịt Vàng, Ba Lô, GQK, Hộp Thần Văn Khí, rồi thì Thòm Sát, Thỏ Trùm. Đấy, khi mà chúng ta lên Shopee nhá. Đấy, chúng ta lên Shopee xong rồi chúng ta đăng ký một tài khoản mới. Đấy, đăng ký một tài khoản mới. Bước 2 là chúng ta vào Shopee mua đơn hàng đầu tiên. Đấy, và thứ 3 là chúng ta sẽ vào link đăng ký Shopee gạch chéo program gạch chéo form này. Anh em dừng cái video clip này và anh em điền đủ thông tin vào thì anh em sẽ nhận được một cái gift code thông qua cái nền tảng Shopee trong 5 ngày sau khi kết thúc chương trình, tức là từ ngày 10 và tổng cộng là sẽ có 7.000 gift code nha anh em nhá. Đấy, chú ý vào nhận này, bên Anna nào hướng dẫn rồi anh em bắt tôi hướng dẫn lại, mệt thật sự đấy. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này, và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Riaki, đừng quên để lại bình like và subscribe để đẹp trai và được xinh gái nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye bye.